Hai con cái này là cái hai chị. Bây giờ không bảo. Em gái thôi. Cả hai. Cả hai hả? Mới đẻ xong hả? Cả hai. 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 Chào trai vô chị à, cả nhà hai vị khách mới lại hai cả nhà đi qua mà không có một cái chén nào là sao con em ngồi ăn được cho chị rồi bọn ta làm sao từ lúc sớm cơ nhưng mà thấy ta thì là một phần kia nhưng mà bây giờ chị hỏi nè tại sao đi qua bển mà qua đây không có một cái chén nào đây là hả có em ăn rồi đúng chị ăn bánh chán nhưng mà con ăn xong nó đem qua cho chị bao nhiêu ngày lại đây mà ai ăn bánh chán cũng thấy tôi ăn hết trơn mà nói là tôi không biết ăn bánh chán là sao không em nghĩ là chị bán cá viên chi thì ăn cá viên chi không 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 em à, bán cá viên chi là phải ăn bánh chán chứ em mình phải ăn bánh chán ủng hộ chị em qua lại nó là thấm đường tình chị bánh tráng à ủa con này có kiếm không có chồng anh biểu vậy má không không đây là bị trúng bụi chị ạ em chỉ bị liền à bụi đó là bụi liền không trời ơi hay ghê dạ hai bé này thì sẵn qua bên như vậy là xin được tuyên bố là tuyển chồng Thái Lan với cả nhà đó dạ anh mấy bé tuyển với anh hoàng tử mà muốn gì hưởng thụ tài sản cuối đời đó dạ ai có nhà không có gì ngoài điều kiện đúng là nhà không có gì ngoài điều kiện bây giờ ví dụ như cưng lấy chồng cưng sẽ đi xính lễ bao nhiêu nè cho cái nhà không 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 kể được rồi chị bây giờ quy ra thành phố đi quy ra thành phố ví dụ mình một cái thành phố ngoài Hà Nội cũng được à đó ví dụ bao nhiêu tòa nhà thì mình có nghĩa là nhà anh có bao nhiêu người thì quy ra bấy nhiêu cái tòa nhà đó. À nhà đó. Có bao nhiêu người bây giờ bấy nhiêu cái tòa nhà mà đặc biệt nhà này mỗi chỗ bán vàng mã nha cả nhà đó tiện vậy mấy mấy cho cả gia đình luôn dạ bây giờ chưa bé hai bé ở trong đây hả hay là ngoài bắc vào đây hôm qua vào đây hôm qua thiệt thế luôn vừa mới vào tối hôm qua xong trời ơi thì cũng là làm sao nhưng mà em cũng chưa chịu được là chị sắp đi luôn ghét rồi cho chút chút mình nha đến nó gọi như vậy không chụp được lắm đó ngày nào cũng phải coi clip của bác rồi 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 chị có ra ngoài bắt diễn ở đường đường gì ta Nguyễn Đan Nguyễn gì á Gemini gần chung mà chị chờ quên mất tiêu rồi tại để người ta có bóc xôn rồi chị ra ngoài chị lên lại Nguyễn Đan hay sao á? Nguyễn Đan, Nguyễn Đan. Đô, hai chữ Nguyễn Đan. Có nhưng mà không nghĩa là chung cư gì nó lớn lắm. À, cái gì quên mất tiêu rồi trời. Chúng ta hỏi rồi lên. Nhưng mà đưa họ để chúng mình mở mà. Dạ chào chị Phương Trần. Yêu Phương qua đây. Dạ đúng rồi hả anh Trung Lê. Cô live stream. Hello chị Phương Trần. Thôi chị Phương Trần có coi rộng rãi ghê không? Chị Phương Trần biết em là ai không? Cái điện thoại này của Cương nó không có nâng cấp nhìn như vậy còn thấy được cái phiên bản nha còn cái điện thoại kia nâng cấp với nó không có thấy được em cũng nâng cấp lại vì nó đúng rồi nó bị mới cái phiên bản của trong Facebook nó bị xấu lắm đừng có nâng cấp để vậy đi đây nè đây nè đâu rồi nè Nguyễn Tuấn Nguyễn Tuấn nhà mình mà rồi xong rồi có đi ra chỗ gì tạ gì đúng rồi là mưa. Dạ. Ấy Văn Thiên. À, ăn gì có ăn gì? Em hỏi lắm lúc rồi. Dạ đúng rồi, Sài Gòn Hoa Lệ. Lặn lộn bao nhiêu? 5.000. 5.000 cho mình lấy 5.000 thôi. Được rồi. Xin được lên trong không? Được. Em nghĩ là được ăn không ấy. À được miễn. Không Hà Nội cho chị đại miễn phí làm cho bé 50 đi em. Chị tặng miễn với ai được. Không là nói thiệt. Em tại vì các khi vừa mới bảo là bọn em bảo là gì là vào đường đến thì không chơi các khi bảo đóng cửa lại. Không chị nếu mà tụi cưng quăng miễn phí và khách sau quăng miễn phí đó mà mất chị để lại cái viên chi tỉnh xá thì không còn cái viên chi hai chị em tỉnh xá à là ê còn 50 cho hai bé đi cái gì cũng được nói chung là thật sự qua đây chơi với mi là rất là quý hai bé này từ ngoài bắt vô là ngay cả nhà từ Hà Nội mới bay vào hôm qua là bắt đầu mình đi ăn uống mấy chị em hết Phương các cô thì Phương
ngày mai có rảnh không? Ngày mai có muốn đi xem chương trình ca nhạc ở bên phim trường nhạc ta cứ gọi đi, phim trường nhạc qua thì cứ nhắn tin cho mình xem vào, tại vì đó là một chương trình truyền lớn rất là lớn, có ca sĩ Tu Mỹ Chi, Á Hậu Trịnh Kim Chi, Phạm Trưởng, Năm Trăm Nguyên Huy, nhiều cô Lê Giang, nhiều lắm, rất nhiều nghệ sĩ có tiếng do bầu số lễ hậu trở lại ghét ghê vậy, chẳng ai đứa Hà Nội thôi. Không phải em thằng này thằng luôn. Chẳng thằng này nha, bữa chị đi Tạ Hiền nha. Cái đó thấy chị cái đó nói vậy nè. Chị với anh có điểm ăn chơi chưa? Chị mới nói chưa, cái đó giờ nha nè. Cái đó đi tè 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 tè. Thực ra là ở ngoài đấy cũng kỳ chứ. Còn các bạn đúng rồi. Nhưng mà trong thực ra trong ngoài đó, ngoài đó thì họ còn không, nhưng mà mình không chắc được, tại vì ở đâu thì quen ở đó, mình đi ra thì cũng rất là lạ với mọi người, đôi khi là có thể là cái mặt con gái đi mà cái mặt con trai thì người ta bất ngờ vậy thôi chứ người ta cũng không có ý gì, nhưng mà đặc biệt là đó là lịch sự nha, nói chuyện là lịch sự, đó là lịch sự lắm, chị ơi ăn cái gì, chứ người ta nghe giọng con trai thì người ta hơi bất ngờ vậy thôi, nhưng mà em từng qua là con người trong này ấy thì nó có gì. Nhưng mà giọng ngoài Bắc nó im hơn, giọng ngoài Bắc của BD mình nó dễ nghe không, chị nói thiệt, cái này chị nói thiệt, giọng ngoài Bắc BD nó giống con gái hơn, nó có thể là nó gọi là sao ta, nó nhẹ nhàng hơn, em không là đúng rồi, còn ở trong đây nó bị ồ giọng chị nè giống như cha như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, phải không, mà nó hơi quá yếu cuốn Nguyễn Ngọc Hèm á, giống như kể chuyện ma á, chị phải ok chị không cần cứ đem điện thoại đi chụp đi được thì bắt đầu từ ba người nghe nghe ba dạ cá viên chiên cho em chụp hình quảng cáo nhà hàng xin tiêm nha cả nhà, rất là dễ thương, rồi phải nói là cảm ơn hai bé hồng hồng của họ ở đây á, thì nói chung là chị cũng được tình thương của chú anh chị ở xa cũng là đánh ảnh vô. Tại vì thực ra là lúc đầu á, bọn em chỉ đi Sài Gòn và chơi 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 chứ không mình vào để làm gì đâu. Tại vì thực ra là ở ngoài cũng bận á, nên là vào là để gặp mọi người này. Tại vì em thích người ở Sài Gòn lắm, rất là thích người ở Sài Gòn. Ghét không? Tao nói chuyện ghét chữ thở. Lúc mới gì vậy? Khi mới về thì em đâu biết vui vậy đâu. Với lại cái lời nói của người ta nó nghe dễ tai, kiểu tầm đất rất là thật đấy. Dạ. Không chị nghĩ chị không thật đâu. Chị hai bây giờ tính sao làm được? À, thì bây giờ hiện tại chị đang nói chuyện với em. À, giới tính là tốt. Giới tính là chị là tốt em mà gì? Bót. Tao hai đứa nhìn là biết rồi, bót mà. Không chơi thẳng thế, không có bót bao giờ hết ta. Nhìn con trai này mà em men cực kỳ như cả nhà men. Cái giọng của người ta cả nhà mình nghe, cái giọng của người Bắc đó nghe rất là êm tai, nhẹ dễ sợ. Thật sự nếu mà chuyển nhớ là cái giọng mình nó tiếp con đều đặn, nó sẽ nhẹ và nó mọc như con gái nữa. Hello anh có hai anh Đào dễ thương lắm, con ngồi vậy đó, không ai chắc chị nghĩ là chưa được ăn hết ở ngoài đó, tại sao quá mình cũng chưa tới đây. Em là đang đợi bố mẹ ra giáo lắm, bố mẹ có đi dám chưa? Không, nếu mà chẳng thì chị mời anh đó, khác ở một mình đi là hàng qua giờ nào cũng được, không qua từ nào cũng được, nó rõ thôi, anh nói rõ. À, hai bé nó ở một mình á, anh rảnh quá nhà nó chơi, ba mẹ nó đi rồi nha. Bao giờ chị lại đi trên ô tô ở đoàn? À, ở đầu Việt Nam thì chị có lịch, chị bình thường mà những cái xô mà chị có lịch đúng rồi. Tại vì nó thích xem.
tiếc ghê, nhưng mà còn điểm diện á là mình chung được. Tại vì là từ bắt đầu lúc làm của mình mở em xem từ lúc đấy luôn. Ngày nào cũng có. Ngày mai vẫn chơi, ngày mai vẫn chơi nha. Nếu mà ngày mai chuyển chuyển cứ việc đi đi là chừng nào đến giờ 3 giờ nào cũng được. Ở chương trình này 6 giờ bắt đầu. Đi diễn ngoài Bắc nào thì phải tư vấn rất là kỹ về cái cách chơi lô tô và cách thử. Nhưng mà thôi là người ta là bà con mà đó là tiếp thu cách như vậy thì là người ta dọn số rất là nhanh. Còn kiểu như là mình không có giải thích rõ, bà con người ta sẽ cho có một lối đi vào quà nhắm là một cái đồng kinh á, kiểu như là chị giải thích rất là kỹ càng. Ừ, cô mấy cô mấy chú mấy giò vậy nè, làm để cho nó mau kinh thì thôi. Đi đâu phải là một cực điểm luôn á. Đi đợt đó đi đà buồn nó không có đi đâu chơi hết á. Rồi với lại diễn xong thì đi vô phòng trả tiền phí rồi về. Sao nhận là ngoài đó có một cái nhìn kia quán nước cái đầu tiên chỉ tập trung các chị em trong người lúc nào cũng được. Nó giống như mấy nhậu cà ba mà lúc nào cũng được, nhưng mà đấy là chỉ quán họ thì cũng rất là đáng kiểu thôi. Nhưng mà đừng mong mấy câu đến phút thắng mặt người nữa, lúc nào cũng chị em là đó vui vậy. Mà chỉ này, có chị em thôi. Chị này ra Hà Nội là sẽ đi được cái quán là chuyên tập hợp chị em nha cả nhà nha. Là mình biết đâu chị này đi lấy chồng Bắc. Nhưng mà ở đó là BD thôi mà. Không, nhưng mà chỗ đấy là chủ yếu là BD chứ không. Họ rất là quý, họ muốn vui phải không? Họ thấy đang ngồi vậy đó. Bên đây mình nghe nó chen nó tụt. Không, bọn em không thể. Không, bọn em ngoan lắm. Không biết được cái tụt bao giờ. Dạ, hai con bé rất thiền cho mấy anh. Có vui nó thiền, không có chen tụt. Như cô tắm vậy đó. Thiệt. Thế năm nay em có trẻ xong mà. Hai đứa có gì bằng mẹ đi. Đẻ được mấy đứa vậy? Chị đẻ hai đứa à? Hai đứa đó nè. Con mẹ cao. Đưa view đây chị ghi bàn lại. Người ta nói con đưa đây. Con bên trai nhà con góc với con bên ở nhà cả nguyên cam rồi đấy. Ghi chưa? Thằng chụp con bố nó không? Tôi ghê, tôi vậy cho bố. Má bà kia lại kêu anh bán em cả năm được ngàn cái viên chi. Ở mặt giống đàn ông lắm sao vậy? Không, bây giờ mình nhà có một người vừa làm bố vừa làm mẹ thì gọi bố đi, ở nhà gọi bố xong rồi gọi mẹ. À vậy hả? Vậy là công ty chị là hai giới tính luôn, hai giới tính cho nó dễ. Thật sự với nó là giải đây phải nói là cảm ơn rất là nhiều người là ở đâu mà dẫn biết dẫn thương tới với hai đứa em, hai em rất là mừng luôn đó. Rồi từ mà Hà Nội về rồi đó, hai ngoại nữa là bọn em làm gì vậy? Không, bọn em làm gì vậy? Đi làm chị, bọn em nhẹ nhàng thôi, bán cái gì mà bán cái gì mà người ta bán cái gì người ta thích là cũng bán phải không? Bọn em học nghề, Không, người ta nói là búp bê đó. Là búp bê tình dục hả em? Làm gái. À, học làm gái. Trời, nó học cái gì nó không học làm gái. Chị ơi, chị áo đen nó học làm gái nè chị, em không có nói đâu, nó học làm gái. Con này nó kỳ ghê á, anh áo đỏ mở hàng với anh nó học làm gái á. Bé nó thử đi rồi đúng ai dạ không tính thì tôi chơi bia em qua liền.